Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. PSG muốn bán Mbappe cho Man United. Đỏ chi đậm cho Pickford thay De Gea. Macara Sport ký gia hạn hợp đồng mới với MU. MU thành công chốt hạ Mason Mount. PSG muốn bán Mbappe cho Man United. PSG thích thú với việc chào bán Kylian Mbappe cho Man United nếu như các ông chủ Qatar chiếm quyền kiểm soát câu lạc bộ lớn của Premier League hơn là để tài năng trẻ người Pháp đầu quân cho Real Madrid hoặc Liverpool. Ngôi sao người Pháp đã chuẩn bị cho việc chuyển đến một câu lạc bộ khác vì anh không ký hợp đồng mới tại câu lạc bộ vô địch Ligue 1. Theo một nguồn tin từ The Mirror, các chủ sở hữu của PSG muốn thấy Mbappe thi đấu cho Manchester United thay vì Real Madrid. PSG tin rằng họ có thể đạt được thỏa thuận tốt nếu như Sheikh Jassim thắng thầu để mua được quỷ đỏ. Cách chính là câu lạc bộ đang chơi tại Ligue 1 không muốn để Mbappe ra đi miễn phí vào mùa hè sau và giữa chủ đầu tư của Man United với chủ tịch PSG có mối quan hệ thân tình. Giám đốc Charlie chính là động thái Mbappe quyết định không tiếp tục ký hợp đồng và đang ở trong 12 tháng cuối cùng của hợp đồng hiện tại. Real vẫn đang quan tâm nhiều đến tài năng trẻ người Pháp nhưng PSG không có nhiều hy vọng họ sẽ trả đúng yêu cầu mà phía câu lạc bộ Pháp đưa ra. Cũng có thể đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha phải kiên nhẫn chờ một năm khi Mbappe đã xác nhận anh chưa vội rời PSG vào hè này. Có một nỗi niềm thầm kín của Mbappe là muốn phá kỷ lục của huyền thoại Jean-Pierre Papin, người có 5 danh hiệu giày vàng liên tiếp tại Ligue 1. Và hiện tại Mbappe đã đạt được điều đó sau khi giành ngôi vua phá lưới trong mùa giải này và đang ấp ủ thêm một lần nữa để phá kỷ lục. Papin thiết lập kỷ lục này từ năm 1987 đến năm 1992 khi ông còn chơi cho Marseille. Trả lời phỏng vấn truyền thông vào đầu tuần này, Mbappe nói với PSG Talk: "Liệu tôi có rời PSG không? Tôi đã trả lời rồi. Tôi đã nói rằng mục tiêu của tôi là ở lại PSG. Đây là lựa chọn duy nhất của tôi hiện tại và tôi sẵn sàng trở lại. Đúng là vào cuối mùa, khi chúng tôi đã nắm chức vô địch quốc gia, lại cộng thêm giải thưởng cá nhân thì rất tuyệt vời. Tôi đã đạt được nhiều mục tiêu cá nhân và đi vào lịch sử. Tôi rất hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn còn một năm nữa để vượt qua Jean-Pierre Papin." Kylian Mbappe đã chọn ký hợp đồng 2 năm tại câu lạc bộ lớn tại Ligue 1 và xác nhận anh không ký thêm bản gia hạn nào khác. Tiền đạo người Pháp có một tùy chọn gia hạn hợp đồng hiện tại vì thêm một mùa giải, nhưng anh không tán thành vì muốn thử thách mình ở một giải đấu châu Âu hàng đầu khác ngoài nước Pháp. MU chi đậm cho Pickford thay thế De Gea. Man đỏ chuẩn bị gửi tới Everton lời đề nghị hỏi mua thủ môn Jordan Pickford trong bối cảnh tương lai của David De Gea đang bị đặt dấu hỏi lớn. Kết thúc mùa giải 2022-2023, David De Gea đáo hạn hợp đồng với MU. Đôi bên vẫn đang tích cực đàm phán về bản hợp đồng mới nhưng chưa có kết quả. De Gea muốn tiếp tục thi đấu cho MU, vì vậy thủ môn sinh năm 90 chưa chấp nhận yêu cầu giảm sâu mức lương 375.000 bảng mỗi tuần như hiện tại mà phía Quỷ Đỏ đưa ra. Nhưng ngay cả khi có gia hạn hợp đồng thành công với MU, xuất bật chính của De Gea cũng không được đảm bảo. Thủ môn người Tây Ban Nha đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp, đồng thời bộc lộ nhiều hạn chế về khả năng chơi trần. Trong bối cảnh này, MU vẫn tiếp tục tìm kiếm những thủ môn khác. Jordan Pickford là cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm của Quỷ Đỏ. So với những ứng viên MU quan tâm thời gian qua như Andre Onana hay Diego Costa, thủ môn của đội tuyển Anh vượt trội nhờ kinh nghiệm thi đấu tại Premier League. Theo Daily Mail, MU sẽ gửi đề nghị tới Everton về trường hợp của Pickford trong tuần tới. 45 triệu bảng là con số Quỷ Đỏ sẽ đặt lên bàn đàm phán. Phía đội chủ sân Old Trafford cũng sẵn sàng trả cho thủ môn sinh năm 94 mức lương 200.000 bảng mỗi tuần, gấp đôi so với những gì anh đang nhận được tại Everton. Ngoài thủ môn, hai vị trí tiền vệ trung tâm và tiền đạo cắm cũng là những ưu tiên của Quỷ Đỏ trong kỳ chuyển nhượng hè năm 2023. Macara Sport ký gia hạn hợp đồng với MU. Macara Sport sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất đội bóng MU khi chuẩn bị đặt bút ký bản hợp đồng trị giá 375.000 bảng mỗi tuần. Trước đó, Rashford nhận thù lao 200.000 bảng một tuần trong giao kèo cũ chỉ còn thời hạn đến tháng 6 của năm 2024. Suốt thời gian qua, MU tích cực đàm phán và thuyết phục tiền bạo người Anh tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Old Trafford. Đi kèm là mức lương mới tăng lên 375.000 bảng một tuần. Ban lãnh đạo của Quỷ Đỏ thực hiện cuộc hoán đổi về lương bổng giữa Macara Sport và thủ môn David De Gea. MU đề nghị De Gea ký hợp đồng với thủ lao giảm đáng kể, từ 375.000 bảng một tuần xuống 200.000 bảng mỗi tuần. Đến hiện tại, người gác đền 32 tuổi vẫn chưa chịu đặt bút ký làm giấy lên thông tin anh sẽ chia tay đội chủ sân Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do. Nguồn tin nội bộ từ MU cho hay câu lạc bộ khá thoải mái với tình hình hiện tại trong khung gỗ. Trường hợp De Gea từ chối gia hạn, câu lạc bộ sẽ chiêu mộ Jordan Pickford hoặc Andre Onana thay thế. Về phần Rashford, bản thân tiền đạo người Anh khá hài lòng với trời của Ten Hag. Vậy nên việc cam kết tương lai bằng bản hợp đồng mới chỉ là chuyện sớm muộn. Mùa giải vừa qua, Rashford là tay săn bàn số 1 của MU. Xếp lớn tại Old Trafford muốn biến anh trở thành biểu tượng mới của đội bóng thành Manchester. Quỷ Đỏ thành công chốt hạ Mason Mount. Manchester United chuẩn bị lời đề nghị chuyển nhượng cuối cùng cho Mason Mount nhưng vẫn kém xa so với định giá của Chelsea. Man United đã gửi lời đề nghị trị giá 40 triệu bảng Anh cho Mason Mount nhưng bị Chelsea từ chối vào đầu tuần này. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ sẽ trở lại với một lời đề nghị lớn hơn cho ngôi sao 24 tuổi người Anh khi ông Ten Hag bắt đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè. Theo đó, Man United sẵn sàng đưa ra lời đề nghị cải thiện trị giá 50 triệu bảng Anh cho tiền vệ đội tuyển Anh và Chelsea Mason Mount. Ông Ten Hag của MU nhận định Mount là một cầu thủ có thể mang đến cho Quỷ Đỏ một khía cạnh khác trên hàng công với khả năng chơi nhiều vị trí khác nhau.
Chelsea định giá Mao ở mức 70 triệu bảng Anh, nhưng với cầu thủ sắp bước vào năm cuối cùng của hợp đồng, MU cảm thấy mức định giá 50 triệu bảng Anh mà họ đưa ra là thực tế hơn nhiều. Lời đề nghị tiếp theo của Man Đỏ có thể là mức giá cuối cùng mà đội chủ sân Old Trafford đưa ra, với áp lực và giờ đây buộc Chelsea sẽ phải chấp nhận hoặc mạo hiểm để Mao bước vào năm cuối cùng của hợp đồng và có khả năng để anh ra đi tự do vào mùa hè năm tới. Với việc Chelsea đã chi hơn 600 triệu bảng Anh trong hai kỳ chuyển nhượng gần nhất và cần phải bán cầu thủ để tuân thủ luật công bằng tài chính, Man Đỏ hy vọng mức giá 50 triệu bảng Anh mà họ đưa ra cho Mason Mount sẽ được Chelsea chấp nhận. Một tiền đạo mới vẫn là ưu tiên của Ten Hag trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, vì Anthony Martial sẽ bị loại bỏ trong khi Westgott đã trở lại Burnley sau thời gian đá cho đội chủ sân Old Trafford dưới dạng cho mượn. Những khả năng chơi đa năng ở các vị trí khác nhau, tuổi tác và mức phí tương đối thấp của Mount trong điều kiện hợp đồng của mình, Mount trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho Ten Hag và MU. Quỷ đỏ đã giảm sự quan tâm của họ đối với đội trưởng đội tuyển Anh là Harry Kane vì định giá 100 triệu bảng Anh của Tottenham. Tottenham cũng miễn cưỡng bán Kane cho một đối thủ tại Premier League dù họ có thể mất trắng Kane vào năm tới. MU hiện đang tăng cường theo đuổi tiền đạo Victor Osimhen được định giá 80 triệu bảng Anh của Napoli. Mason Greenwood đã được đưa vào danh sách cầu thủ được giữ lại của MU trong mùa giải mới, mặc dù họ vẫn chưa gỡ án treo giò nội bộ với anh. Mason Greenwood đã bị MU treo giò từ tháng 1 của năm 2022 đến nay vì bị cáo buộc hiếp dâm và tấn công bạn gái. Dù cơ quan công tố Crown của Anh đã bác bỏ mọi cáo buộc với Greenwood, nhưng MU vẫn chưa đưa anh trở lại đội hình. Mason Greenwood, 21 tuổi, vẫn còn hợp đồng với MU đến mùa hè năm 2025. Có thông tin cho rằng Man Đỏ muốn đưa Greenwood tới Ý, Tây Ban Nha hoặc Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu dưới dạng chờ mượn. Điều này sẽ giúp cho Greenwood lấy lại phong độ cũng như MU có thể đánh giá được tình hình từ dư luận trong nước. Mới đây, Man Đỏ đã công bố danh sách các cầu thủ ở lại câu lạc bộ, trong đó Greenwood có tên. Cầu thủ môn David De Gea bị gạch tên. Thủ môn 32 tuổi người Tây Ban Nha sẽ hết hạn hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford sau ngày 30 tháng 6. Mặc dù MU cho biết các cuộc thảo luận vẫn mở với David De Gea về một hợp đồng mới, nhưng nhiều thông tin cho thấy hai bên không tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạn hợp đồng. De Gea nhiều khả năng sẽ rời Old Trafford vào mùa hè này sau 12 năm gắn bó với đội chủ sân Old Trafford.